các bạn hãy nhớ đấy. Thế nên ý, nhiều khi trong cuộc sống là khi mà chúng ta gần, chúng ta gặp những cái người mà thật thà, những cái người nhân hậu ấy, đừng bao giờ có cái tâm mà coi thường, hay đừng bao giờ có cái tâm mà lợi dụng người ta, đừng bao giờ. Các bạn có lợi dụng được hay là thế này thế kia, các bạn chỉ là những cái người mà lợi dụng được những cái nhỏ nhặt, những cái khôn vặt của các bạn, những cái khôn vặt. Các bạn không may mắn đâu, các bạn không bao giờ, các bạn là những cái người mà các bạn là những cái người sống hay lợi dụng những cái vớ vớ vẩn vẩn ý, nhỏ nhặt ý. Các bạn, cái cuộc đời các bạn cũng chỉ là nhỏ nhặt, cái trí tuệ các bạn nó không cao được, nó không phát triển được, nó không sâu rộng được. Các bạn thiếu hẳn đi cái, thiếu hẳn đi cái tử tế, thiếu hẳn đi cái vị tha. Các bạn là những cái người mà các bạn hay lợi dụng, sống lợi dụng ý. Ừ, sống lợi dụng, sống không thật đi. Con người các bạn nó hèn kém, bạn đi đến đâu cũng thế thôi. Bạn tiếp xúc người này người kia, mình là không cần biết bạn giàu hay bạn nghèo như thế nào, không cần biết trình độ của bạn hiểu biết như thế nào. Nhưng nếu bạn là cái người, bạn có cái sự thật, cái con người bạn, bạn sống thật ấy, bạn tử tế, bạn trung thực ấy, bạn đi đến đâu bạn cũng có một cái gì rất là sang, nó quý. Bạn có một cái gì, bạn như kiểu bạn có cái hào quang gì khiến cho người khác, người ta nhìn vào bạn ấy, người ta quý mến bạn liền, người ta nể bạn liền ấy. Chứ bạn cứ đừng có nghĩ là, kể cả như mình nói nhá, nếu như bạn là cái người nhá, bạn là cái người cực kỳ nhiều tiền, nhưng bạn là cái người không thật thà ấy, bạn là cái người mà không trung thực ấy, người ta vẫn khinh bạn như thường ấy. Mà kể cả bạn là những người nhá, cái đầu óc của bạn thông minh đến đâu nhá, bạn hiểu biết đến đâu nhá, mà bạn là cái người không thật thà ấy, người ta cũng khinh bạn. Chứ ở đó mà cậy tiền, cậy hiểu biết, cậy thông minh, cậy cái này, cậy cái kia, cái thật thà nó quan trọng lắm. Xin chào quý vị và các bạn nha. Này, video hôm nay mình nói các bạn là như này này. Mình nói quý vị là như này này. Những cái bạn nào ấy, những cái bạn nào mà trong cái cuộc đời ấy, trên cái đường đời của các bạn ấy, các bạn gặp những cái người mà kiểu như là dối trá ấy, gặp những cái người mà không thực ấy, không thật ấy, sống không thật, sống giả dối ấy, là các bạn thấm thía nhất, các bạn hiểu nhất. Bởi vì nói gì thì nói, những cái người mà dối trá, những người mà không thành thật ấy, luôn gây tổn hại cho chúng ta, đúng không? Luôn gây tổn hại cho mọi người, cho những cái người xung quanh, cho cái tập thể. Mà bản thân mình nói nhá, bản thân những cái người mà dối trá ấy, bản thân những cái người mà kiểu như là họ là những cái người mà sống không thật ấy, cái cuộc sống của họ ấy nó cũng rơi vào cái bế tắc. Những cái người đó họ thường là những người, họ mình nói nhá, họ thường là những người có cái cuộc sống rất khó khăn, rất chật vật khổ ấy. Các bạn cứ để ý đi, một cái người mà người ta có cái tính kiểu như là tính mà gian dối, cái tính mà không thật, không thật thà, mà mình nói nhá, cũng không ít đâu, trong cái xã hội này cũng không ít đâu, không ít những cái người mà kiểu như là tính kiểu gian dối, không thật thà cũng nhiều đấy. Nhưng mà đa phần trong số họ, cái cuộc sống của họ ấy, cho dù nhá, mình nói cho dù là họ có thể là có một cái lúc nào đó mà họ phất lên một tí, nhưng mà lập tức họ bị kiểu như là đi xuống liền ấy. Những người mà không thật thà ấy, sống kiểu sống gian dối hay lừa gạt người khác. Các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Còn ngược lại, những cái người mà người ta là những cái người có uy tín ấy, nhá, những cái người có uy tín, những cái người thật thà ấy, các bạn cứ nhớ là thế này này, họ ấy, cái đường đời của họ ấy, nó bằng phẳng lắm, nó bằng phẳng lắm, nó êm ái, nó êm ả lắm. Các bạn cứ để ý đi, kể cả nhé, kể cả họ là cái người mà có nhiều tiền hay không có nhiều tiền, nhưng mà họ vẫn là cái người kiểu như là nó an nhiên trong cái cuộc đời. Và thường nhé, mình nói nhé, thường nhé, thường những cái người mà họ là những cái người mà sống trung thực, sống thật thà ấy, họ hay có quý nhân lắm, hay có quý nhân đi theo lắm, hay có quý nhân kiểu như là phù trợ lắm. Các bạn cứ để ý mà xem. Những người thật thà ấy,
Cái video hôm nay là mình sẽ chia sẻ với quý vị cùng các bạn về những cái đặc điểm của cái người mà sống thật thà, của cái người mà sống trung thực. Mình sẽ nói về những cái nét tướng này, những cái nét tướng cũng như là những cái đặc điểm để chúng ta phát hiện. Hơn nữa ấy, thì những cái người này ấy, họ thường là những cái người mà có quý nhân đi theo. Các bạn chú ý đón xem. Cái đầu tiên là như thế này này, cái đầu tiên là cái mà dễ nhất nhé, cái mà dễ nhất để các bạn có thể phân biệt được. Cái đầu tiên các bạn chia đôi cái khuôn mặt của một người nhé, của một người ra, cả nam lẫn nữ, các bạn chia đôi ra, các bạn chia đôi ra. Khi các bạn chia đôi cái khuôn mặt của người ta ra rồi, các bạn sẽ thấy hai cái bên, bên trái và bên phải, nhìn nó cân đối, nhìn nó cân xứng với nhau, nó đối xứng với nhau, nó cân đối, nó cân xứng. Nó càng cân xứng nhiều, cái độ cân xứng nó cao ấy, nó càng cao ấy, thì cái người đó ấy, ok, sẽ là cái người thật thà, nghĩa là cái phần lớn nhá, mình nói cái phần lớn ấy. Cái đầu tiên các bạn cứ chia đôi ra, chẳng hạn là như thế nào, chẳng hạn là như thế này này, mình nói ví dụ là thế này này, một bên ấy, mắt, cái đôi mắt của người ta nó phải đều nhau, chứ nó không được mắt to, mắt nhỏ. Đúng không? Nhìn nó phải cân xứng với nhau, nhìn nó phải tương đương với nhau. Dĩ nhiên là nó không thể là đều với nhau một cách rõ ràng được. Nhưng có một cái gì đó, nó là các bạn nhìn nó phải tương đương với nhau. Đừng có chênh lệch nhau, đừng có to nhỏ nó quá lớn. Cái thứ hai là gì? Cái đôi tai. Cái đôi tai nó phải đều nhau đấy. Các bạn cứ để ý. Rồi cái gì nữa? Rồi là các bạn thấy nhé. Các bạn thấy cái mũi của người ta ấy, nó cũng nằm ngay chính giữa với khuôn mặt, nó không lệch nhá, nó không bị vẹo, nó không bị lệch sang bên này bên này, nó không nghiêng sang bên trái, nó cũng không lệch sang bên phải. Các bạn cứ để ý. Rồi là cái miệng của người ta cũng vậy, cái miệng của người ta ấy, nó rất cân đối. Khi bạn chia đôi ra, bạn sẽ thấy hai nửa bên ấy, nó rất cân đối, nó không bị lệch, nó không bên cao bên thấp, nó không bị méo mó. Rồi là cái cằm cũng vậy, cái cằm của người ta nó ngay ngắn, nó cân đối, nó ở giữa, nó vững. Các bạn cứ để ý, đấy là những cái người trung thực. Đấy là cái đầu tiên khi chúng ta chia đôi ra, chúng ta nhìn, nhiều khi các bạn nhìn thẳng vào người, vào mặt, vào gương mặt một người ấy, các bạn mường tượng ra, các bạn thấy hai cái nửa hai bên, các bạn tự cảm nhận được. Đấy là cái đầu tiên là như vậy, đúng không? Cái thứ hai là như thế này này, những cái người mà trung thực ấy, các bạn cứ nhớ là như này nhá, những cái người mà thật thà ấy, cái ánh mắt của họ ấy, nó kiểu như là nó ít dao động lắm. Các bạn cứ để ý. Hơn nữa nhá, hơn nữa những cái người, người người trung thực ấy, người ta mộc mạc lắm, người ta mộc mạc lắm.
từ cái lời ăn tiếng nói người ta rất mộc mạc, các bạn cứ nhớ mộc mạc lắm, không hoa mỹ, không uốn lượn. Ừ, cái lời nói, lời ăn tiếng nói của người ta nhiều khi là người ta cứ nói thôi, người ta không cần phải cố cố tỏ ra, cố tạo ra cho cái lời nói của mình ý nó là thế này, nó là thế kia, không cần, người ta không cần, đơn giản mộc mạc từ cái lời ăn tiếng nói. Rồi có một cái điểm này nữa, các bạn nhìn này, những cái người thật thà, các bạn nhìn vào cái hàm răng của họ. Cái hàm răng của họ thường là những cái người mà có cái hàm răng ấy nó đều tăm tắp ấy. Ừ. Răng của họ cái kích cỡ mà nó mọc đều nhau, ra hàng ra lối, trắng càng tốt. Ừ. Có những cái người vì nhiều cái lý do, có thể là vì cái lý do sức khỏe này, vì lý do là uống cà phê hay là hút thuốc hay là kiểu như là uống chè, hay là hồi bé thì uống kháng sinh nhiều thì cái răng nó xỉn đi thì mình không nói. Nhưng mà nếu như có thể mà cứ hàm răng mà trắng đều ấy, nó không gấp cảnh, không gấp cảnh, là thường họ là những người sống rất thật thà, rất trung thực. Hơn nữa nha, mình nói nhá, những cái người mà thật thà ấy, các bạn cứ để ý nhá, họ thường là có cái cặp môi ấy, tương đối đều nhau. Ừ. Môi tương đối đều nhau. Ừ. Mà dày dặn thì càng tốt, dày dặn thì càng tốt. Dày dặn thì càng tốt. Mình nói là thế này này, những cái bạn nào ấy, những cái bạn nào mà không có được những cái nét, không có được những cái nét tướng như mình chia sẻ ấy, không hẳn các bạn là cái người mà không thật thà đâu nhá. Nhưng ở đây là gì? Ở đây là gì? Ở đây là những cái người mà có cái nét tướng mà mình chia sẻ ấy, thì cái phần lớn theo khoa học nhân tướng người ta nghiên cứu ấy, cái phần lớn những cái người đó là người thật thà. Còn những cái bạn nào mà không có những cái nét đó ấy, thì có người thật thà, có người không thật thà thế này thế kia ấy. Nói chung là cái xác suất của nó ấy, nó không nhiều. Thế đâm ra là các bạn cũng đừng có buồn, đúng không? Đại loại là như vậy. Những cái người thật thà ấy, các bạn nhìn môi của họ ấy, tương đối là dày dặn cân đối. Các bạn cứ để ý, cái miệng của họ ngay ngắn. Hơn nữa nhé, hơn nữa các bạn cứ để ý là như thế này này, các bạn cứ để ý nhé, cái cử chỉ của người ta ấy, cái cử chỉ của người ta ấy, khi mà người ta ấy, ngồi ấy, hay là người ta đi đứng nằm ngồi thế này thế kia ấy, các bạn thấy là cái thân hình của người ta ấy, từ cái cổ cái đầu của người ta ấy, nó rất thẳng, nó không có cái kiểu là ngoái đầu ngoái cổ, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn ngửa nhìn nghiêng. Cái đôi mắt của người ta ấy, nhìn là chính diện. Ví dụ khi mà họ muốn nhìn sang bên trái, họ quay cả cái gương mặt sang bên trái. Đấy, hay là nhìn bên phải cũng vậy, họ quay cả cái đầu cái mặt của họ. Thậm chí là họ quay cả người, họ nghiêng cả người. Ví dụ là như vậy. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà như này, mặt họ một nơi, xong mắt họ. Đấy, mắt họ đưa sang một nơi, không bao giờ. Những cái người thật thà là những cái người như vậy, các bạn cứ nhớ. Rồi là những cái người thật thà khi mà người ta nói chuyện với bạn ấy, cái ánh mắt của người ta ấy, nó luôn hướng về mắt của bạn. Nó luôn hướng về. Các bạn cứ nhớ là như vậy. Còn những cái người mà không thật thà, các bạn cứ để ý, nhiều khi người ta đang nói chuyện với bạn là mắt người ta cứ đảo, mắt người ta cứ nhìn sang bên này, nhìn sang bên kia, nhìn lên, nhìn dưới, lén lút. Rồi là những cái người thật thà, cái lời ăn tiếng nói của họ, cái giọng nói của họ, nghĩa là cái lời ăn tiếng nói của họ ấy, cái câu chuyện họ nói nó đi vào vấn đề, nó không lắt léo, không lắt léo, không lòng vòng, không lắt léo. Các bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý những cái điều đó. Mình nói các bạn là như thế này này, vì sao chúng ta cần phải biết cái người nào là cái người thật thà?
Vì sao chúng ta cần phải biết? Cái thứ nhất, chúng ta biết ý, thì chúng ta sẽ tránh được những cái người mà không thật thà, tránh được những cái người mà gian dối, tránh được cái sự mà thiệt hại của những cái người mà không thật thà mang đến cho chúng ta. Các bạn hãy nhớ là thế này này, trong cái cuộc đời này nhá, trong cuộc đời này chúng ta ấy, đã là con người ấy, thì luôn luôn phải có cộng đồng. Phải có cộng đồng thì phải có cái gì? Phải có giao tiếp, phải có kết giao, phải có những cái người xung quanh giúp đỡ chúng ta, bất cứ cái gì cũng vậy. Phải có giao dịch, phải có thế này thế kia, phải có người với người tiếp xúc với nhau, đúng không? Nếu mà chúng ta mà không có cái, không có một cái hiểu biết, không có một nhận biết một cái người như thế nào là cái người thật thà, rõ ràng là chúng ta dễ bị rơi vào cái nghịch cảnh bị người ta lừa dối. Nhiều người khổ thân lắm, mình nói nhiều người à, người ta tin người chăm chỉ cực kỳ luôn, có đạo đức, làm việc thế này thế kia, nhưng mà chỉ vì là người ta là cái người mà tin người, người ta không nhìn ra được một cái người thế nào là cái người, người ta không biết cái người nào là cái người thật thà. Thế đâm ra người ta tin người, đến lúc đùng một cái mất hết, bị lừa mất hết, bị lừa đến cái mức độ mà đưa sổ đỏ cho người ta, để cho người ta đi, người ta ủy quyền cho người ta đi, người ta muốn làm gì thì người ta làm, bị lừa một cách hợp pháp luôn ấy. Ừ. Thế có cái dại nào bằng cái dại mà bây giờ cái nhà, cái cơ ngơi, cái nhà, cái tài sản của mình đang ở, mình đem đi, mình ủy quyền cho người ta. Người ta hứa ngon hứa ngọt, người ta nói này nói nọ, đầu tư này đầu tư nọ, rồi xong người ta đùa các kiểu. Mình nói các bạn đấy, các bạn thấy đấy, mình phải biết cái người thật thà. Đấy là những cái người mà mình nói nhá, những cái người mà kiểu người ta lừa lớn thì mình không nói. Bây giờ lại còn có những cái người kiểu như là có những cái người mà người ta thiếu cái thật thà từ cái nhỏ nhặt, người ta vụn vặt, cái tắt mắt từ cái vụn vặt. Có nhiều người kiểu như là gian dối, trộm cắp, tắt mắt từ cái bé tí. Ừ, đi làm ở đâu, đến công ty, đến cơ quan, sơ hở một tí là trộm cắp. Đi làm thuê cho cái cửa hàng nào, cho gia đình nhà nào, thậm chí là đi giúp việc thế này thế kia, thấy gia đình gia chủ có một cái gì đó, hở ra cái, đút túi. Mình nói những cái bạn như vậy, những cái bạn mà kiểu như là có cái tính cách mà kiểu như vậy, gian dối, không thật thà như vậy, cái số các bạn nó khổ, cái số bạn nó vất vả, số nó khổ. Mà ở đời các bạn hãy nhớ là thế này này, cái gì mà cái nếu như không phải là do mình làm nên ý, các bạn không giữ được đâu. Bất cứ một cái gì mà khi mà các bạn kiếm ý, các bạn có một cái gì nó phải là do công sức của bạn, do cái đầu tư, cái trí tuệ của bạn, cái chất xám của bạn, cái công sức của bạn, cái nỗ lực của bạn, bạn tạo ra thì nó mới giữ được. Kể cả mình nói nhá, bạn có là cái người mà kiểu như là bạn kiếm khó ấy, kiếm tiền một cách khó khăn vất vả một tí, nhưng là bạn tạo ra ấy, thì cái đồng tiền đó của bạn ấy, nó vẫn cứ luôn giữ được, nó giữ được lâu. Còn nếu như bạn là cái người mà kiểu như là bạn làm cái gì mà nó kiếm dễ dàng quá nhá, nó kiếm dễ dàng quá, thậm chí là bạn không bỏ sức, không bỏ một cái gì ra mà bạn kiếm được, bạn có được ấy, nó mất nhanh lắm. Kiếm nhanh thì mất nhanh, các bạn cứ nhớ là như vậy. Thế nên những cái người à, nhưng mà được cái là như này, cũng được cái là như thế này này. Được cái là những cái người mà trông được ấy, trông thế thôi, họ lại là những cái người thường có may mắn. Các bạn cứ để ý, họ lại là những cái người có phúc ấy. Những cái người mà thật thà trung thực, họ thường là những người có quý nhân đi theo ấy. Các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Nó bù trừ đấy. Thế nên nhiều khi trong cuộc sống có những cái người mà khi mà người ta tiếp xúc với những cái người này người kia, người ta thấy ở cái người này, sao cái người này lại sống lại thật thà tử tế thế, mà người ta vẫn giàu như thế, vẫn nhiều tiền, vẫn may mắn như thế. Nhiều người, người ta đặt câu hỏi, người ta không hiểu, người ta chưa hiểu một cái điều là như thế này này. Người ta chưa hiểu những cái người mà người ta là những cái người sống thật, sống trung thực ấy,
người ta luôn được người khác tín nhiệm. Các bạn nhớ đấy, luôn được người khác ủng hộ, luôn được người khác bênh vực. Thậm chí các bạn cứ nhớ là thế này này, con nó lú thì chú nó khôn, cái kiểu là như vậy. Những cái người, những cái người mà người ta thật thà, người ta thường có những cái người kiểu như là xung quanh, những cái người bên cạnh ý, lại là những cái người mà rất kiểu như là rất khôn ngoan, rất hiểu biết, rất tinh đời. Người ta bảo vệ, người ta lược cho hết những cái này cái nọ. Đôi khi có những cái các bạn cứ tưởng là các bạn lợi dụng được người ta, các bạn cứ tưởng là các bạn thế này thế kia được người ta, hay là như này như kia với người ta. Nhưng mà những cái đấy là cái bé, cái nhỏ, đấy là cái nhỏ thôi. Các bạn cứ nghĩ thế, nhưng mà không, cái được của họ là cái được rất lớn. Cái được của họ được lớn lắm. Cái được của họ là cái được lòng tin, cái được tín nhiệm. Họ được cái lớn. Bây giờ bạn cứ thử bạn giao dịch, bạn làm ăn đi. Bạn là cái người mà có những cái mối làm ăn lớn thế này thế kia đi. Bạn tìm cái người như thế nào? Bạn tìm cái người như thế nào? Bạn phải tìm cái người mà bạn tin tưởng chứ. Bạn phải tìm cái người mà có đạo đức, có thật thà chứ. Phải tìm cái người trung thực chứ. Chứ bạn dại gì bạn tìm những cái người mà kiểu như là bạn có khôn ngoan đến mấy mà bạn là cái người mà gian dối, bạn là cái người mà kiểu như là cái đạo đức của bạn vứt đi, bạn là cái người mà lừa dối lừa đảo, bạn là cái người mà không trung thực ấy. Không bao giờ người ta tìm đến bạn. Người ta dạy gì bạn dở mặt lúc nào không biết, người ta dạy gì người ta phải tìm đấy. Thì các bạn biết là những cái người trung thực ấy, người ta chỉ là thiệt thòi những cái bé bé thôi, cái trước mắt thôi, nhưng mà cái lộc của người ta nó lớn, cái may mắn của người ta nó lớn, cái cơ hội của người ta nó nhiều hơn nữa nha. Các bạn để ý là như thế này này, những cái người mà người ta thật thà ấy, thì cái lời ăn của người ta, lời ăn tiếng nói của người ta nó luôn trung thực, nó không che giấu cái gì. Ừ, các bạn cảm giác là người ta là cái người kiểu như là không giấu giếm, không che đậy đấy, đặc biệt là như thế. Trong cái cách nói chuyện của họ, họ có một cái gì đó nó rất là, họ rất là cởi mở ấy. Không giấu giếm, không che giấu. Tính của họ nó cứ thẳng thắn, nó có một cái gì đó rất là thẳng thắn, nó không che giấu, nó không che đậy, không lừa dối người khác. Các bạn cứ để ý đi. Nhiều khi chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta cảm giác như cái người này như thế cũng kiểu ngây ngô quá, đúng không? Thường thường là như vậy, thường thường là những cái người thật thà là như vậy. Có một cái điểm nữa các bạn cứ để ý là như này này, các bạn thấy là những cái người ta làm, những cái người thật thà ấy, người ta hành động, những cái hành động ấy, những cái lời ăn tiếng nói của người ta ấy, người ta đều dựa trên những cái gì, dựa trên những cái nguyên tắc ấy, những cái đúng đắn, những cái tư tưởng đúng đắn, những cái tư duy, những cái suy nghĩ đúng đắn, những cái mà xã hội cho rằng là đúng đắn. Họ không bao giờ nha, không bao giờ họ dễ dàng mà kiểu như vì cái lợi này, cái lợi nọ, cái lợi này, cái lợi nọ, vì những cái mà trước mắt, hay là vì, nói chung là vì những cái lợi ích cho cái bản thân người ta ấy, mà người ta phá vỡ, dễ dàng người ta phá vỡ cái nguyên tắc của người ta. Không bao giờ. Đấy là những cái người thật thà đấy. Bây giờ mình chỉ nói kể cả ví dụ là như này, đơn giản là như này này. Các bạn là những cái người mà kinh doanh, các bạn là những cái người kinh doanh đi. Bạn đang bán những cái mặt hàng kiểu như là những cái hàng người ta gọi là hàng chính hãng, đúng không? Thế là có một cái người nào đó, người ta rủ bạn ấy, người ta kiểu như là người ta nói bạn là pha trộn những cái hàng chính hãng với cả những cái hàng mà không chính hãng để mà bán cho khách hàng. Nhiều khi pha trộn tí người ta không biết, khách hàng người ta không biết. Nhưng mà cái thu lợi, cái lợi nhuận rất là lớn. Nhưng bạn là cái người thật thà ấy, không bao giờ bạn làm cái chuyện đó. Kể cả bạn
có cái lợi nhuận ấy, nó ít hơn một tí, nhưng bạn không làm những cái điều kia. Ừ, bạn không pha trộn những cái hàng hóa này hàng hóa nọ để bạn bán cho khách hàng, bạn không lừa dối khách hàng. Thì đấy, đấy là cái người thật thà đấy. Người ta phải giữ cái nguyên tắc, người ta phải giữ những cái gì nó là đúng đắn. Các bạn cứ nhớ, đấy là những cái người thật thà. Chứ còn những cái người nha, mình nói như cái đơn giản nhất là như này này, những cái người ấy, cái bạn nào mà bạn là những cái người mà kiểu như là tham lam ấy nhá, bạn có cái tính tham lam ấy, biết ngay bạn là cái người không thật thà. Cứ tham lam, tham từ cái bé thì cái độ không thật thà của bạn nó càng lớn, tham từ cái nhỏ nhặt cho đến cái lớn, bạn đều là những người không thật thà. Các bạn nhớ là tham lam thì nó khác với tham vọng nhá. Tham lam nó khác. Tham lam là những cái người mà kiểu như là làm cái gì không muốn, làm cái gì mà kiểu như là không muốn bỏ công bỏ sức, làm ít mà muốn ăn nhiều, thậm chí không muốn làm mà muốn có ăn ấy. Đấy là cái người tham lam. Còn tham vọng thì khác. Tham vọng là bạn có ước mơ lớn, bạn có cái mục tiêu, có cái kế hoạch, bạn sẵn sàng, bạn đầu tư thời gian công sức để bạn đạt được những cái thứ mà bạn mong muốn ấy. Đấy là cái tham vọng. Thì lại là khác. Còn cái người tham lam mà biết rồi, không làm mà muốn có ăn. Mình nói cho những cái người tham lam nhé, kể cả các bạn là những người nhé, trong một cái tập thể, đúng không? Đồng nghiệp với đồng nghiệp, bạn là cái người ấy, bạn lười biếng ấy, bạn cũng là cái người được cho là tham lam. Bởi vì sao? Có làm thì mới có ăn. Bây giờ trong một cái tập thể, công việc nó chỉ có thế thôi. Bạn mà lười, bạn mà không làm ấy, thì sẽ có người khác, người ta làm mất cái phần việc của bạn. Thì tự dưng bạn không làm mà cái người kia người ta lại phải làm thêm cả cái phần việc của bạn. Trong khi cái người kia người ta làm vất vả hơn mà người ta vẫn cứ lĩnh lương như thế, bạn vẫn cứ lĩnh lương như thế, thì rõ ràng bạn là cái người như thế nào? Tham lam. Và rõ ràng bạn là cái người như thế nào? Không trung thực, cái người gian dối, đúng không? Đơn giản là như vậy. Không muốn làm mà muốn có ăn. Ừ, thế là không trung thực rồi còn gì nữa. Mà thường là những người như vậy không khá được, không tiến được, không khá được. Bạn kiểu như những cái người mà cứ dừa việc, cứ ỉ lại, cái lười biếng ấy. Ừ, cái kiểu như thế cũng là cái người mà không khá được đâu. Không bao giờ mà lên chức, lên làm sếp, làm lãnh đạo được. Không bao giờ có cái chuyện đó. Lười biếng ỉ lại. Lười biếng ỉ lại là cái người gian dối rồi, là cái người tham lam rồi. Cũng mình nói cũng là cái người mà vô đạo đức ấy. Các bạn cứ nhớ đấy, cái người nào là cái người mà lười biếng ấy, cũng là cái người mà thiếu đạo đức đấy. Bạn lười biếng, bạn không làm mà bạn muốn người khác làm cho bạn, nuôi bạn, không, bạn là cái người vô đạo đức quá gì đó. Mà những cái người lười biếng thường là những cái người hay nghĩ ra những cái chiêu trò, hay nghĩ ra trong đầu, cứ hay nghĩ ra những cái mà làm thế nào mà kiểu như là làm ít mà nhiều, làm thế nào mà để mà kiểu như là không làm mà có ăn, nghĩ ra kiểu như là những cái phương pháp để mà lừa đảo, để mà đi tắt đón đầu. Làm gì có. Bạn phải có làm mới có ăn chứ. Bạn nghĩ ra những cái trò đấy thì đúng không? Các bạn cứ để đi. Cái người không muốn làm mà muốn có ăn ấy, muốn được hưởng ấy, đều là những người vô đạo đức, đúng không? Mà vô đạo đức thì lấy đâu ra phúc? Vô đạo đức thì vô phúc. Vô phúc thì cuộc đời ấy, sau này nó khổ là đúng rồi, mà trước mắt nó cũng khổ, mà hiện tại cũng khổ, chứ đừng có nói là sau này. Đấy, thế nên ấy, cái người thật thà ấy, các bạn cứ để ý, người ta không bao giờ, người ta dễ dàng, người ta phá vỡ những cái nguyên tắc của người ta để mà người ta đạt được một cái lợi ích gì cho người ta. Không bao giờ.
đấy là cái tố chất đấy là các bạn nhìn ra. Còn một cái điểm nữa, còn một cái điểm này nữa các bạn để ý này. Các bạn quan sát nhé, các bạn quan sát. Các bạn quan sát đến cái bàn tay người ta ấy. Trong khi giao tiếp thì các bạn rất dễ nhìn cái bàn tay người ta, đúng không? Các bạn để ý cái người thật thà ấy nhá. Thì những cái ngón tay của người ta ấy, nó thường thẳng. Nó không cong đâu. Nó thường rất là thẳng, nhìn nó nuột nà ấy. Nhìn nó nuột nà. Những cái ngón tay của họ, những cái bàn tay của họ, từ những cái ngón tay nhìn nó nuột nà, trông nó nuột nà lắm, trông nó phẳng phiu, nó nuột nà, nó phẳng phiu. Vì các bạn để nhìn nó đẹp, nhìn nó sáng, cũng giống như là nhìn một cái gương mặt cũng vậy thôi. Giống như nhìn cái gương mặt, một cái gương mặt ấy, có những cái đường nét nó ngay ngắn ấy, mà nhìn nó sáng sủa ấy. Nhìn nó sáng sủa, nhìn nó mịn màng, nhìn nó sáng sủa ấy, đầy đặn ấy, các bạn để ý. Thì đấy là cái gương mặt mà thật thà, đấy là cái gương mặt nhiều phúc. Còn những cái gương mặt mà nhìn nó cứ tối sàm dạ mà ấy, cái sắc khí thì nó hôn ám ấy, nhìn nó tối, nhìn nó mịt mù, nhìn nó, nói chung là nhìn mặt tối tăm ấy. Mình nói nhá, đều là những cái người mà không thật thà, kém thật thà, đều là cái người kém thật thà. Cái gương mặt mà tối tăm mà hôn ám, xong đi kèm với cả cái mũi, cái miếc nó cũng lệch, nó cũng cong, nó cũng vẹo, rồi đôi mắt thì nó cũng không ngay thẳng, đôi mắt thì hay liếc liếc xéo xéo nhìn trộm, kiểu là như vậy. Cái bàn tay cũng vậy, cái bàn tay cũng vậy đấy, các bạn để ý đi. Những cái người thật thà, những cái ngón tay của người ta nó thẳng lắm, nó thẳng. Nó thẳng, nó nuột nà. Còn cái người mà kém thật thà ấy, nhìn những cái ngón tay của họ nó cứ cong queo ấy, cong queo rồi nó gồ ghề, nhìn cái bàn tay, cái sắc bàn tay người ta trông nó bẩn bẩn ấy. Càng những người như vậy, càng là những cái người mà kiểu như là người ta kém cái sự trung thực ấy. Các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Cái này rất rất dễ, cái này rất dễ để ý, đúng không? Còn một cái điểm nữa này, còn một cái điểm nữa các bạn cũng rất dễ nhận ra này. Cái này thì ở trong cái đặc điểm tính cách của người ta ấy. Những cái người thật thà ấy, họ thường là những cái người đối xử với người khác rất công bằng. Các bạn cứ để ra, các bạn cứ để ý đi. Rất công bằng, công tâm, đối xử người khác. Mình nói các bạn là như thế này này, cái chuyện mà công bằng, công tâm ấy là đúng rồi. Nếu bây giờ nhá, nếu bạn là cái bạn làm bên tòa án đi, bạn là cái người mà chủ tọa đi, bạn là cái người mà ra cái quyết định đi, bạn mà không công bằng, bạn mà không công tâm thì rõ ràng bạn là cái người mà thiếu cái thật thà trong đó rồi. Bạn mà phán xét, bạn mà xét xử một cái vụ án nào đó mà bạn cứ thiên vị, bạn cứ lệch lạc, rõ ràng rồi, rõ ràng bạn là cái người mà không thật thà rồi, đúng không? Nhưng bạn công bằng, bạn công tâm, ok, có tội là có tội, không cần biết là cái gia đình bên kia nó có nhiều tiền hay là ít tiền hay là như nào, hay là cái địa vị của cái gia đình bên kia nó là như thế nào, bạn không cần biết, bạn phải công tâm, bạn phải công bằng, thì đấy bạn mới là cái người thật thà. Đấy là mình nói ví dụ đơn giản như vậy. Mà kể cả bây giờ đi ra ngoài đời bình thường, cái cuộc sống bình thường, các bạn cũng nhớ là như thế này này. Cái người bây giờ bạn đi nhá, bạn đi vào một cái cửa hàng bạn ăn uống nhá, bạn cứ để ý nhá, bạn là cái người bán hàng đi, khách đến trước thì bạn bán trước, mà khách đến sau bán sau, bạn phải là cái người như thế cơ.
thì bạn mới là cái người thật thà được. Chứ bây giờ bạn là cái người bán hàng mà bây giờ khách vào, bạn thấy cái người khách này nó sang trọng, ừ thế này thế kia, đến sau cái người khách đến trước ấy, thì nhìn người ta bình thường, nhìn người ta giản dị, ừ thì bạn lại ưu tiên cái người mà nhìn nó sang trọng, bạn lại bán cho người ta trước, trong khi cái người mà đến trước người ta chờ như thế, thì bạn lại nghĩa là bạn thiên vị từ những cái như thế thôi. Thì cái người bán hàng như bạn ấy không phải là cái người thật thà đấy. Người ta nhìn vào cái hành vi của bạn là người ta biết bạn là cái người thật thà hay không. Cái người thật thà ấy, mình nói cho các bạn, người ta công bằng lắm. Người ta không vì một cái gì bên trên hay là ghê gớm này ghê gớm nọ, áp lực này áp lực nọ, mà người ta làm trái đi với cả cái công bằng của người ta. Người ta công bằng, người ta công tâm. Các bạn cứ để ý, những cái người thật thà người ta bao giờ người ta cũng thế đấy. Người ta bao giờ người ta cũng có một cái nó rất công bằng ở trong trong lòng. Bạn là ai đi cũng được, bạn là ai, cái sự thật là sự thật. Chứ cái người mà không thiếu cái sự công bằng ấy thiếu cái sự công bằng ấy thì trong cái cuộc sống ấy, khi họ hành xử nhá, họ hành xử với ai ấy, họ luôn đặt cái lợi ích. Rõ ràng là khi người ta mà ưu ái bạn, người ta bênh vực bạn, thì rõ ràng là người ta thấy ở bạn có một cái điểm gì có thể mang lại lợi ích cho người ta thì người ta mới làm chứ. Cái kiểu là như vậy. Chứ người ta nhìn bạn, người ta thấy là bạn chả có cái giá trị gì thế này thế kia thì người ta không làm, thì rõ ràng cái người đó là cái người bên trong người ta có cái sự tính toán, người ta là những người... Tóm lại, những cái người nào mà không công bằng ấy là những người mà cũng là những người không trung thực, cái người không thật thà. Các bạn nên nhớ một cái điều là như vậy. Các bạn giao tiếp với người nào nhé, bây giờ nhé, mình chỉ nói các bạn là đơn giản là như này này. Khi bạn giao tiếp, khi bạn muốn nhìn một cái người nào ấy, người ta có thật thà, có tử tế hay không ấy, bạn hãy nhìn vào cái cách đối xử của người ta với người khác. Với những người mà khi người ta đối xử nhá, mà những cái người đấy nhá, hơn người ta, thì nếu như họ là cái người mà kiểu đối xử theo cái kiểu mà nó phân biệt ấy, là bạn biết. Hoặc là khi mà có cái người nào đó ấy, mà thấp kém hơn người ta đối xử cái kiểu ngược, nó trái ngược lại. Cái thái độ, hai cái thái độ mà nó, một cái thái độ thì nịnh nọt thế này thế kia vồn vã, một cái thái độ thì coi thường hay là thế này thế kia. Nói chung là các bạn tự các bạn nhìn nhận họ phân biệt đối xử nhá, là bạn biết cái người này là cái người mà không thật thà, là bạn biết ngay không thật thà. Hay là bạn bán hàng vậy thôi, bạn là cái người nhân viên bán hàng đi, bây giờ mình nói đơn giản, bạn là cái người nhân viên bán hàng. Khách đến, bạn nhìn thấy cái người khách, trông người ta nhìn có vẻ giàu có, vàng bạc đeo đầy người, quần áo hàng hiệu đồ hiệu nhìn thơm phức, người ta, nước hoa thơm phức, thơm thế này thế kia. Bạn nhìn người ta là bạn vồn vã, bạn thế này thế kia, bạn bạn giới thiệu sản phẩm, bạn ân cần thế này thế kia, bạn bán hàng chu đáo. Xong rồi bạn nhìn thấy cũng có một cái người mà nhìn người ta giản dị, nhìn người ta bình thường, người ta không thể hiện, không biểu lộ, không biểu hiện cái gì. Thì bạn cứ bỏ lơ người ta, bạn kệ người ta. Đấy là cái cách phân biệt của bạn, là thậm chí người ta mà muốn hỏi cái này hỏi cái kia, bạn khinh khỉnh ấy, bạn thái độ ấy, bạn khó chịu ấy. Đấy là cái người nhân viên bán hàng, thế là cái người cũng là cái người không thật thà đâu. Đấy, nôm na chúng ta hiểu một cái điều như vậy là chúng ta biết bạn không công bằng, bạn không công tâm, bạn phân biệt đối xử, bạn là cái người không thật thà, đúng không nào? Các bạn cứ để ý đi. Một cái điểm này nữa là các bạn cũng dễ nhận ra một cái người thật thà. Cái người thật thà ấy,
khi bạn tiếp xúc với người ta ấy, các bạn sẽ thấy là ở họ luôn là cái người kiểu như là họ, cái thái độ người ta rất là chân thành, rất là luôn tin tưởng ở bạn ấy. Các bạn cứ để ý, người ta, bạn cảm thấy cái người này rất tin tưởng ở mình. Khi giao tiếp với họ, họ có một cái độ tôn trọng bạn, họ lắng nghe, họ tôn trọng bạn, họ tin tưởng bạn, bạn nói cái gì họ đều kiểu như là rất tin tưởng. Đấy là cái người thật thà. Còn những cái người nhé, mình nói các bạn nhé, bạn tiếp xúc với người ta ấy mà người ta luôn có cái thái độ mà người ta nghi ngờ bạn ấy. Cái ánh mắt của người ta nhìn bạn ấy, người ta cứ có một cái gì ấy, người ta cái kiểu cái ánh nhìn người ta nó dò xét. Ánh nhìn nó dò xét. Nó không có cái độ tin tưởng. Là biết ngay cái người này là cái người mà thiếu đi cái chân thực, thiếu đi cái thật thà, thiếu trung thực. Các bạn cứ để ý. Còn cái người nào ấy, các bạn tiếp xúc, các bạn thấy là ở người ta luôn kiểu như là có một cái gì đó, người ta rất trân trọng bạn, rất tin tưởng bạn. Những cái người như vậy thường là những người rất thật thà. Cái người như vậy rất thật thà. Các bạn cứ nhớ đấy. Người ta vẫn nói là như thế này này. Người ta vẫn nói là như thế này này. Ê, tâm bạn như thế nào ấy thì bạn sẽ nghĩ về người khác như thế. Tâm bạn như nào bạn nghĩ về người khác như thế. Và cũng có một cái câu như này nữa mà mình nhớ này, ngày xưa mình có đọc một cái câu là như này này. Cái kẻ dối trá ấy, thì cái mất lớn nhất của cái kẻ dối trá ấy, nó là mất cái gì? Không những nó mất đi cái lòng tin của người khác đối với nó ấy, mà nó mất chính đi cái lòng tin của nó đối với người khác. Các bạn kinh nhớ, mất đi cái sự tin tưởng của người khác với mình ý, nó là cái mất quá lớn rồi, nhưng mà mình lại mất đi cái sự tin tưởng của mình ý, dành cho mọi người ý, đấy mới là cái mất lớn nhất. Đấy mới là cái mất lớn nhất của cái kẻ mà dối trá, của cái kẻ mà không trung thực. Các bạn cứ để ý đi. Thế nên ý, trong cái cuộc sống ý, các bạn cứ nhớ là thế này này, khi các bạn tiếp xúc với người này người kia ấy, các bạn càng tiếp xúc với cái người nào ấy mà các bạn càng cảm thấy dễ chịu, các bạn càng cảm thấy mình được tôn trọng, các bạn càng cảm thấy nó thân thiện, nó gần gũi, nó nhẹ nhàng. Cái người đó thường là những cái người rất thật thà. Còn bạn cứ tiếp xúc với người nào xong bạn cảm thấy nó khó chịu ấy, cảm thấy như bị kiểu như là hiểu lầm ấy, cứ cảm thấy có một cái gì nó khó chịu ấy, thì chắc chắn là cái người đó là cái người kém thật thà. Các bạn nhớ đấy, tiếp xúc xong mà về cảm thấy nó mệt mỏi là cái người đó là cái người kém thật thà. Đấy, các bạn cứ để ý cái điều đó. Đúng không nào? Một cái điểm nữa này, một cái điểm nữa này, các bạn nhé, các bạn để ý một cái điều là như này nhé. Cái người thật thà ấy, thường thường ấy, cái tôi của họ ấy, nó thấp. Cái bản ngã của họ ấy, nó thấp. Các bạn cứ để ý đi. Họ ấy thường là những cái người nhé, họ sẵn lòng, họ sẵn sàng đón nhận những cái ý kiến, những cái nhận xét của người khác dành cho họ, sẵn sàng tiếp nhận. Các bạn cứ để ý, các bạn cứ để ý, kể cả là những cái lời mà phê bình, những cái lời thế này thế kia, họ sẵn sàng đón nhận. Đấy là những cái người thật thà đấy, cái tôi của họ nhỏ. Họ luôn là những người kiểu như là họ có một cái gì đó, họ chấp nhận và họ cầu thị, ok, phê bình góp ý, họ lắng nghe, họ sẽ sửa.
tiếp nhận vô tư thoải mái. Đấy là người thật thà đấy. Còn những cái người kém thật thà ấy, cái tôi họ lớn lắm. Cái tôi họ lớn, cái bản ngã họ lớn, những cái người có tôi lớn thì bạn biết rồi. Những cái người có cái tôi lớn là các bạn biết. Cái người mà có cái tôi lớn ấy thì họ mặc định. Họ mặc định. Họ là cái người hoàn hảo. Họ không có cái gì sai. Ừ. Mà ai mà góp ý họ ấy, mà đóng góp thì họ cho rằng cái người đó mới là cái người sai. Người ta không sẵn sàng. Và thậm chí nếu như người ta đóng góp ấy mà đúng ấy, thì thậm chí cái người ấy, có cái tôi, có cái bản ngã lớn ấy, họ tìm cách để họ gạt đi. Họ không chấp nhận. Họ gạt đi, họ lấp liếm, họ giấu giếm. Đúng không? Thì tự cho mình giỏi, tự cho mình lớn ấy, thì không bao giờ mà chấp nhận, mà vui vẻ mà tiếp nhận những cái ý kiến. Đúng không? Những cái góp ý, những cái đóng góp. Hay là không bao giờ chấp nhận mình sai. Thế thì đâu phải là cái người thật thà đâu. Đúng không? Thế nên ý, tóm lại các bạn cứ nhớ là thế này này. Những cái người thật thà mình đã nói rồi. Những cái người thật thà ấy, họ ấy, họ rất mộc mạc, rất đơn giản, rất chân thành, rất mộc mạc. Họ là những cái người ấy, họ không hoa mỹ gì đâu. Ừ, họ không tỏ ra thế này thế kia, không tỏ ra kênh kiệu, không tỏ ra thế này thế kia đâu. Ừ, cái bản ngã, cái tôi của họ ấy, họ khiêm tốn lắm, họ không thế này thế kia đâu. Thế những cái người như vậy, chính ra những cái người mà cái các bạn nhớ, những cái người mà cái bản ngã nó bé, cái tôi của họ nó nhỏ ấy, họ mới là cái người dũng cảm. Những cái người như vậy, họ mới là cái người dũng cảm, họ mới là cái người có sức mạnh. Họ mới là cái người có sức mạnh đấy. Họ tiếp nhận được hết. Khen chê cũng vậy. Họ là họ. Họ làm cái gì họ đâu cần phải mục đích, mục đích gì đâu. Đâu cần phải có cái gì họ mới làm đâu. Có cái mục đích gì đâu. Những người như vậy mới là những người bền bỉ, mới là những người có sức mạnh chứ. Đúng không? Các bạn cứ để ý đi. Những cái người còn những cái người cứ cái tôi lớn, những cái người đến đâu cũng muốn là mình phải là cái người hơn mọi người, mình cũng phải là cái người nhất. Ừ. Mà những cái người cái tôi đó lớn, bạn tiếp xúc các bạn thấy khó chịu lắm. Họ coi thường mọi người, họ cho rằng họ là nhất, họ tự kiêu, họ cao ngạo. Các bạn tiếp xúc khó chịu lắm. Những cái người như thế, mà càng là những cái người như thế, càng là những cái người kém đi cái thật thà. Các bạn cứ để đi, kém đi cái thật thà, kém đi cái sự trung thực. Đúng không? Cái người trung thực thì người ta khác, người ta lại hòa đồng, người ta lại dễ chịu, đúng không? Thì tuy nhiên thì mình nói là như này, cái gì thì cái, mình vẫn cứ phải nói với cái quý vị là như thế này này. Trong cái cuộc sống thực tế, đúng không? Trong cuộc sống thực tế, ok, nếu như bạn nào là những cái người có cái đức tính mà thật thà ấy, nó là cái tốt. Nhưng các bạn vẫn cần phải trang bị cho mình thật nhiều những cái kiến thức để mình biết nhìn người, để mình biết sống, để mình biết ứng xử. Ví dụ, bạn là cái người thật thà, bạn phải biết thật thà nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Đúng không? Thì đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn bạn thật thà, bạn cứ gặp, bạn không biết là cái người nào bạn cũng thật thà, cái người nào bạn cũng thế này thế kia, là bạn nguy hiểm cho bản thân bạn liền. Thứ nhất, bạn nguy hiểm cho bản thân của bạn. Thứ hai là bạn nguy hiểm cho những cái người xung quanh bạn. Với những cái người ấy, mà các bạn ấy cảm thấy những cái người này là những cái người mà không đáng để mình phải thật thà ấy, tốt nhất các bạn giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách. Đừng có thật thà, đừng có khoe khoang, đừng có thể hiện cái cách sống của mình để cho người ta nắm cái top của mình. Nhiều người, người ta lân la, người ta thế này, người ta hỏi bạn, rồi bạn cứ lộ ra, bạn cứ phun ra, bạn cứ cho thế là thật thà, cho thế là tốt, thì các bạn lại là những người mà tự các bạn làm hại các bạn.
các bạn nhớ đấy, thật thà là cái tốt, nhưng phải biết thật thà, đúng lúc đúng chỗ đúng người, đúng không? Đúng không nào? Một cái điểm nữa, một cái người mà thật thà ấy, họ là những cái người mà tự dưng các bạn khi bạn tiếp xúc ấy, bạn cảm thấy bạn bạn cảm thấy ở cái người này, người ta là những cái người mà giữ lời hứa, người ta là những cái người dám chịu trách nhiệm, người ta giữ lời hứa. Các bạn cứ để đi. Đấy, cái người thật thà đấy, dám chịu trách nhiệm. Các bạn cảm thấy các bạn tin tưởng người ta ấy. Người ta thường là những người, người ta không làm cho bạn phải thất vọng, người ta không phản bội bạn. Đấy là cái người thật thà. À, thế dám chịu trách nhiệm là như thế nào? Bây giờ mình nói đơn giản là như này nhá. Bây giờ mình nói đơn giản là như này nhá. Trong công việc, đồng nghiệp với đồng nghiệp, trong một cái trong công việc đi, trong một cái môi trường mà công việc cùng làm với nhau, trong một cái tập thể, thì khi mà ví dụ cái người bạn là cái người không thật thà nhá, bạn làm sai một cái gì, bạn sẵn sàng là bạn không nhận, bạn sẵn sàng là bạn đổ lỗi cho người khác, không nhận, bạn làm sai làm hỏng không bao giờ bạn nhận, bạn gây thất thoát, làm sai làm hỏng không nhận, không nhận trách nhiệm, không nhận lỗi, bạn đổ trách nhiệm cho người khác, thì bạn là cái người không thật thà. Nhưng những cái người mà thật thà nhá, mình nói nhá, nếu như ấy, cái người nào là cái người mà thật thà ấy, họ dám chịu trách nhiệm. Ok, sai, nhận, nhận trách nhiệm, sửa, chịu trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận. Đấy là cái người thật thà. Và mình nói, cái quan trọng mình muốn nói ở đây là gì? Cái quan trọng mình muốn nói ở đây là gì? Là nhá, những cái người ấy, mà người ta ấy, biết sai, người ta dám nhận sai, dám nhận trách nhiệm nhá, dám nhận những cái hình thức kỷ luật này nọ, thì những cái người đó ấy, họ thường là những cái người ấy, sẽ tiến rất xa. Các bạn cứ nhớ đấy, thường là những cái người sẽ tiến rất xa, và họ thường là những người thành công. Họ sẽ là cái người thành công. Còn những cái người, những cái người mà sai và không dám nhận, không dám nhận trách nhiệm, không dám chịu trách nhiệm trước những cái việc làm nó sai của mình, những người đó không bao giờ tiến được, không phát triển được, mãi khó khăn. Các bạn cứ nhớ đấy, con người ta, con người ta sai phải nhận sai thì mới sửa sai được. Một cái người nhá, mình nói nhá, một cái người mà khi mà người ta sai, mà người ta nhận người ta sai, người ta sẽ là cái người sửa sai. Hơn nữa, một cái người lãnh đạo ấy rất thích cái người nào ấy là những người biết sai, sửa sai, dám nhận trách nhiệm, có trách nhiệm,
cái người lãnh đạo người ta coi trọng lắm, coi trọng những cái người mà những cái người nhân viên hay là những cái người cộng sự hay là bất cứ một cái người nào ấy, là cái người mà kiểu như là người ta dám nhận trách nhiệm ấy. Sai người ta nhận sai và người ta sửa sai, coi trọng lắm, coi trọng lắm. Những cái người như thế mới là những cái người thật thà, những cái người như thế mới là những người, bây giờ mình nói nhá, bây giờ người ta muốn giao cho bạn một cái việc gì nó lớn hơn, cái trọng trách gì nó lớn hơn ấy, thì bạn cái đầu tiên là người ta phải biết bạn là cái người trung thực, bạn phải là cái người mà có trách nhiệm, đúng không? Đường này bạn sai, bạn còn đổ lỗi cho người khác, bạn không nhận trách nhiệm thì ai dám giao cho bạn cái việc gì? Ai dám giao cho bạn những cái công việc mà nó lớn, đúng không? Các bạn để ý đi. Thế nên cái người mà không dám chịu trách nhiệm ấy, cái người mà gian dối, cái người không thật thà ấy, các bạn mãi dậm chân tại chỗ, các bạn vất vả cả cuộc đời, không làm được cái gì lớn. Sau này mình nói kể cả là những người nào mà người ta muốn đi ra ngoài, người ta làm một cái gì, người ta mở ra một cái gì, người ta kinh doanh một cái gì, thì người ta là cái người, những cái người có cái yếu tố thật thà, trung thực ấy, bao giờ người ta cũng thành công. Bao giờ người ta cũng thành công, những cái người có trách nhiệm, dám sai, biết sai, sửa sai. Cái người thấy thì bao giờ người ta cũng thành công, người ta có uy tín. Khách hàng người ta cũng tin tưởng chứ. Bạn bán một cái sản phẩm cho người ta, lỗi bạn chấp nhận, ok, đây là lỗi, lỗi của cửa hàng, lỗi của người bán hàng, nhà bán hàng, bảo hành cho người ta liền, thay cho người ta liền, thậm chí hoàn tiền cho người ta liền. Bạn như thế, bạn có uy tín như thế thì bạn sau này bạn mới phát triển được chứ. Chứ còn có những cái người cũng đi kinh doanh mà thiếu thật thà, chộp giật, bán sai cái sản phẩm mà sai, sản phẩm mà lỗi thế này thế kia, không bảo hành, không thế này thế kia cho người ta, không chấp nhận hoàn trả người ta, cứ nhìn vào cái lợi trước mắt. Các bạn muôn đời khó khăn, những người như thế khó khăn lắm. Bảo sao mình nói, bảo sao là những người mà kiểu, những người mà kém thật thà, những người mà thiếu trung thực ý, họ làm cái gì cũng chật vật hơn người, thậm chí chẳng làm được cái gì. Nhiều khi bạn là cái người mà khi người khác, người ta nhìn vào bạn, người ta thấy bạn có cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, người ta muốn nâng đỡ, người ta muốn giúp đỡ bạn ý, nhưng bởi vì cái tâm tính của bạn ý, nó không thật thà, đâm ra người ta cũng chẳng dám giúp bạn. Không dám giúp bạn ý, muốn cho bạn, xin cho bạn vào chỗ này chỗ kia, với những cái mối quan hệ này quan hệ nọ, người ta muốn nhét bạn vào những cái chỗ này chỗ kia để bạn công việc, để bạn làm cho nó tốt hơn, nhưng con người của bạn nó không thật thà ấy. Người ta cũng sợ mang tiếng chứ, ai người ta giúp đỡ, ai người ta giúp đỡ bạn, bạn là cái người không thật thà, ai người ta dám giúp đỡ bạn, người ta mang tiếng chứ. Các bạn cứ nhớ là như vậy. Thế nên cái người không thật thà, các bạn thấy là người ta có sướng bao giờ đâu. Cái người không thật thà, bạn có đi làm thuê cái công việc mà nó kém nhất, nó thấp kém nhất, bạn cũng là cái người bạn không trụ được. Bạn không thật thà, ai dám tin tưởng bạn. Đúng không? Bạn cứ để đi. Nói chung không thật thà là vứt rồi. Cái đáng sợ nhất là cái mà mất lòng tin ấy. Kể cả bây giờ mình nói nhá, trong một cái gia đình thôi, cha mẹ và con cái, cái người con cái mà không thật thà ấy, thì cũng là cái người mất lòng tin của cha mẹ, thì cũng là những cái người rất khó mà có tương lai. Cha mẹ mà không thương, không tin được con cái thì sẽ không bao giờ giao cái gì, không giao cái gì cho con cái. Mà hơn nữa, cái người cha làm mẹ mà là những cái người cũng không thật thà, là những cái người mà để mất cái lòng tin với con cái thì cũng rất là mệt. Cái người cha người mẹ mà mất lòng tin với con cái thì các bạn về già về hậu các bạn khổ lắm. Các bạn cứ nhớ đấy, cái gì thì cái đáng sợ nhất là cái mà không thể tin tưởng được nhau, là mất lòng tin. Mất lòng tin là thôi, mất hết thì mất lòng tin thì không bao giờ, các bạn nhớ là mất lòng tin là thôi. Mất lòng tin khổ lắm. Đấy, các bạn cứ nhớ một cái điểm là như vậy.
Một cái điểm nữa này, một cái điểm nữa này. Cái điểm này là các bạn rất dễ nhận ra này. Các bạn nhớ nhé, những cái người thật thà ấy, họ ấy không bao giờ họ có cái tính lợi dụng người khác. Các bạn cứ để ý, những người thật thà ấy, cái tính của họ hay lắm, họ không bao giờ họ lợi dụng người khác. Họ chơi với bạn, họ quan hệ bạn, kết giao với bạn, hay là kể cả là người chồng, hay là người vợ, hay là người yêu, bạn gái hay là bạn trai, không bao giờ trong đầu của họ có cái suy nghĩ là lợi dụng nhá. Cái người thật thà họ lại là như thế. Và họ ấy, thường những cái người thật thà ấy, họ sống kiểu như là cái tính của họ nhân hậu lắm. Họ nhân hậu lắm. Mình nói nhá, kể cả có những cái người nhá, có những cái người nhiều tiền cực kỳ luôn, nhưng mà chưa chắc đã kiểu như là sẵn sàng mà bỏ ra một chút chút để mà giúp đỡ một ai đó. Nhưng cái người thật thà, cái người nhân hậu ấy, đôi khi họ không phải là nhiều tiền đâu, nhưng họ sẵn lòng, họ giúp đỡ, họ đồng cảm được với người khác. Cái tính của họ là như vậy. Tính của họ là như vậy đấy. Họ đồng cảm với người khác được, họ là cái người tử tế, họ sẵn lòng mà họ giúp đỡ người khác. Các bạn cứ để ý đi. Đặc biệt là các bạn nhớ là không bao giờ lợi dụng người khác. Không bao giờ có cái tính lợi dụng. Nhiều người chơi với nhau, quan hệ với nhau ở đây, cái xã hội bây giờ các bạn biết, thực tế các bạn ra ngoài các bạn biết, chơi với nhau toàn là lợi dụng nhau. Toàn người này thì lợi dụng, yêu thì lợi dụng, yêu thì lợi dụng thể xác của nhau, rồi chơi với nhau thì lợi dụng tiền bạc. Trong tình yêu thì một người vì sinh lý, một người thì vì tiền, thế này thế kia. Xong rồi trong tình bạn thì cũng vậy, cứ cái gì lợi dụng là từ những cái mối quan hệ, từ những cái tiền bạc, rồi từ những cái cuộc ăn cuộc chơi, đi ăn chơi miễn phí, toàn lợi dụng nhau thôi. Các bạn thấy đi, đúng không? Người này lợi dụng người kia, cái này người kia lợi dụng người này, ngược lại cái này cái kia, trao đổi lợi dụng. Nhưng mà cái người thật thà, các bạn để ý, trong đầu của họ ấy, họ không lợi dụng. Người ta không lợi dụng. Mà thường thường những cái người thật thà ấy, họ ấy, trong cách sống của họ, họ kiểu như là ấy, họ hay kiểu cho đi, họ dễ, họ chấp nhận là kiểu như là hay chấp nhận là những cái thiệt thòi cho bản thân ấy, họ hy sinh ấy, kiểu họ chịu thiệt ấy, họ biết thiệt được. Các bạn cứ để ý. Mình nói các bạn là như này này, các bạn nhớ một cái điều là như này này. Những cái người thật thà ấy, họ hay gặp may mắn lắm, mà cái lộc của họ, cái may mắn của họ ấy, nó rất lớn. Các bạn nhớ đấy. Cái may mắn đầu tiên mình nói, những cái người thật thà ấy, cái may mắn đầu tiên là gì? Họ có sức khỏe. Cái tâm của họ ấy, nó luôn an nhiên. Thế bạn thấy là những cái người thật thà, các bạn thấy không? Cái gương mặt của họ nó ngay ngắn, nó chính trực, nó đôn hậu, nó nhân hậu không? Thoải mái, nó cởi mở không? Các bạn cứ để ý đi, đúng không? Cái người thật thà là cái người có sức mạnh. Các bạn nhớ đấy, cái bản thân, cái sự thật, nó là có sức mạnh rồi. Các bạn cứ để ý nhé, các bạn làm một cái gì nó chính nghĩa, các bạn có sức mạnh liền. Còn các bạn gian dối, không đúng ý, các bạn sống sai ý, bạn yếu liền ý. Bạn phải nhớ một cái điều là như vậy. Hai đất nước xảy ra chiến tranh, đúng không? Các bạn nhớ nhá. Hai đất nước mà xảy ra xung đột, chiến tranh, thì cái đất nước nào ấy chính nghĩa, thì cái quân đội của đất nước đó ấy, rất mạnh. Kể cả là ít nhưng mà địch được nhiều, số lượng ít nhưng mà vẫn thắng được cái số lượng lớn. Còn cái đất nước nào ấy mà là phi nghĩa ấy, quân đội của nước đó ấy, yếu liền, cái sức chiến đấu ấy, nó kém cực kỳ luôn, rất khó thắng.
Đấy, các bạn phải nhớ một cái điều là như thế. Thế nên ý, cái điều đầu tiên ý, cái lợi đầu tiên là các bạn nhớ là những cái người thật thà ấy, họ sẽ là cái người mà rất khỏe, họ là cái người có sức khỏe. Cái may mắn đầu tiên ấy. Cái may mắn thứ hai nữa ấy, những cái người thật thà ấy, họ đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, được mọi người yêu mến, được mọi người quý trọng. Các bạn nhớ đấy. Và một cái nữa, những cái người thật thà ấy, họ luôn được những cái người xung quanh người ta ấy, được mọi người ủng hộ. Họ có quý nhân đấy. Bản thân những cái người thật thà là những cái người cũng hay là những cái người sẵn sàng là giúp đỡ người này người kia. Họ sẵn sàng hy sinh, họ sẵn sàng giúp đỡ người này người kia. Họ nhân hậu mà. Không bao giờ họ lợi dụng ai mà. Họ không thích lợi dụng. Và nhá, mình nói nhá, những cái người thật thà ấy, họ không thích lợi dụng không có nghĩa rằng là họ không biết người này người kia đang lợi dụng họ. Bạn phải nhớ đấy. Bạn phải nhớ đấy. Một cái người mà người ta đã là những cái người mặc định là những cái người người ta không làm những cái điều xấu ấy. Các bạn nhớ cái này nhá. Cái người mà là những cái người mà người ta có cái suy nghĩ người ta không làm những cái điều xấu ấy, là người ta quá hiểu cái bản chất của những cái điều xấu. Người ta nhìn sâu nhìn xa được thì người ta mới tránh. Các bạn hãy nhớ đấy. Thế nên ý, nhiều khi trong cuộc sống là khi mà chúng ta gần, chúng ta gặp những cái người mà thật thà, những cái người nhân hậu ấy, đừng bao giờ có cái tâm mà coi thường, hay đừng bao giờ có cái tâm mà lợi dụng người ta, đừng bao giờ. Các bạn có lợi dụng được hay là thế này thế kia, các bạn chỉ là những cái người mà lợi dụng được những cái nhỏ nhặt, những cái khôn vặt của các bạn, những cái khôn vặt. Các bạn không may mắn đâu. Các bạn không bao giờ các bạn là những cái người mà các bạn là những cái người sống hay lợi dụng những cái vớ vớ vẩn vẩn ý, nhỏ nhặt ý. Các bạn cái cuộc đời các bạn cũng chỉ là nhỏ nhặt. Cái trí tuệ các bạn nó cũng không cao được, nó không phát triển được, nó không sâu rộng được. Các bạn thiếu hẳn đi cái tử tế, thiếu hẳn đi cái vị tha. Các bạn là những cái người mà các bạn hay lợi dụng, sống lợi dụng ý. Ừ, sống lợi dụng, sống không thật ý. Con người các bạn nó hèn kém, bạn đi đến đâu cũng thế thôi. Bạn tiếp xúc người này người kia, mình nói không cần biết bạn giàu hay bạn nghèo như thế nào, không cần biết trình độ bạn hiểu biết như thế nào, nhưng nếu bạn là cái người bạn có cái sự thật, cái con người bạn sống thật ấy, bạn tử tế, bạn trung thực ấy, bạn đi đến đâu bạn cũng có một cái gì rất là sang, nó quý. Bạn có một cái gì, bạn như kiểu bạn có cái hào quang gì khiến cho người khác, người ta nhìn vào bạn ấy, người ta quý mến bạn liền, người ta nể bạn liền ấy. Chứ bạn cứ đừng có nghĩ là, kể cả như mình nói nhá, nếu như bạn là cái người nhá, bạn là cái người cực kỳ nhiều tiền, nhưng bạn là cái người không thật thà ấy, bạn là cái người mà không trung thực ấy, người ta vẫn khinh bạn như thường ấy. Mà kể cả bạn là những cái người nhá, cái đầu óc của bạn thông minh đến đâu nhá, bạn hiểu biết đến đâu nhá, mà bạn là cái người không thật thà ấy, người ta cũng khinh bạn. Chứ ở đó mà cậy tiền, cậy hiểu biết, cậy thông minh, cậy cái này cậy cái kia, cái thật thà nó quan trọng lắm, các bạn nhớ đấy. Thế nên những cái người mà thật thà họ luôn là những người có nhiều quý nhân. Thật thà là sức mạnh, các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Ừ, đấy, các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Một cái điểm nữa này, một cái điểm nữa các bạn rất dễ nhận ra này. Cái người thật thà ấy, các bạn nhớ nhá, những cái người thật thà ấy, họ rất kiên nhẫn. Họ có một cái đức tính rất kiên nhẫn.
các bạn để ý đi, các bạn cứ để ý, những cái người thật thà họ kiên nhẫn lắm, họ nhẫn nại lắm. Ừ, họ làm cái gì nhá, họ làm cái gì họ bền bỉ, họ làm cái gì họ làm đến cùng, họ làm đến nơi đến chốn, làm đến hoàn thành thì thôi. Không bao giờ các bạn thấy là cái người thật thà là những cái người mà kiểu như là làm ăn cái gì mà người ta cứ hay bỏ dở. Không bao giờ. Họ làm cái gì họ làm kiên trì, kiên nhẫn, bền bỉ, làm bằng được, làm bằng hoàn thành. Bạn có thấy cái người thật thà nào là cái người mà cứ vội vội vàng vàng làm đâu bỏ đấy không? Cứ mỗi việc làm một tí, mỗi việc làm một tí, chả hoàn thành cái gì, cầu thà. Bạn có thấy không? Không. Không có cái người thật thà nào là những cái người cầu thà, các bạn cứ nhớ. Rất kiên nhẫn. Họ làm cái gì nhá, họ nghiên cứu cái gì nhá, hay là như thế nào nhá, hay kể cả mình nói, kể cả là trong giao tiếp thôi, trong đàm phán thôi, trong cái câu chuyện, trong cái ngoại giao, trong cái ứng xử thôi, họ cũng là cái người luôn kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn ở đây là gì? Bạn rất dễ biết là như thế này. Trong một cái giao tiếp, trong một cái đàm phán, trong một cái giao tiếp nói chuyện với bạn ấy, họ luôn lắng nghe được bạn. Bạn cứ nói đi, không bao giờ họ cướp lời bạn. Họ lắng nghe bạn, bạn cứ trình bày, bạn cứ nói. Rất kiên nhẫn, các bạn nhớ, họ rất nhẫn nại. Rất nhẫn nại, rất kiên nhẫn. Chứ còn những cái người mà trong giao tiếp hay là như thế nào đó ấy, mà bạn nói chuyện với người ta ấy, người ta cứ cướp lời bạn, người ta cứ tranh phần nói, người ta không để bạn nói, người ta không lắng nghe bạn, người ta cứ thích trình bày cái quan điểm của người ta ấy. Cái người đó không thật thà, cái người đó chưa thật thà. Các bạn cứ nhớ đấy. Thế nên ấy, các bạn cứ để ý là những cái người nào là những cái người kiên nhẫn ấy, họ đều là những người thật thà, đều là những người trung thực. Một cái điểm này nữa các bạn cũng dễ nhận ra này. Những cái người trung thực ấy, các bạn để ý nhá, những cái người này thì cái tính tự trọng của họ ấy, nó tương đối cao. Cái tự trọng của họ ấy, họ là cái người có tự trọng. Các bạn cứ để ý đi, họ là người có tự trọng. Họ rất sợ mang tiếng. Các bạn cứ để ý. Cái người mà cái tôi nó cao, cái bản ngã nó cao lại là chuyện khác nhá. Nhưng mà cái tự trọng cao lại là chuyện khác. Những cái người có tự trọng cao thì không có cái giá nào mà để mà mua cái tự trọng của họ được. Họ luôn giữ cái nguyên tắc. Luôn giữ cái nguyên tắc. Đúng là đúng mà sai là sai. Tự trọng cao lắm. Tự trọng cao ở đây nó là cái gì? Mình nói ví dụ là như thế này. Nói ví dụ là như thế này. Trong cuộc sống ấy, đôi khi nó có những cái khó khăn, đúng không? Có những cái vất vả, có những cái biến cố, có những cái trở ngại, nó gây cho họ, nó bị rơi vào trong những cái tình thế nó khó khăn. Nhưng họ là cái người họ sẽ vượt qua. Họ sẽ tin vào cái khả năng của họ và họ vượt qua. Họ không dựa dẫm, không ỷ lại, không lợi dụng, không đánh mất đi cái tự tôi của mình, không đánh mất đi cái tự trọng của mình. Cái kiểu là như vậy. Nghĩa là họ luôn cố gắng để họ chính mình. Họ không làm phiền đến ai, không dựa dẫm, không ỷ lại, không lợi dụng ai. Cái kiểu là như vậy. Đến cái tự trọng cao ở cái chỗ đó. Các bạn cứ nhớ đấy. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở trong họ ấy, họ rất sợ làm phiền người khác, rất sợ kiểu như lợi dụng người khác. Khi ở họ ấy, họ cảm thấy là họ phải làm bất cứ một cái gì, họ phải quyết tâm, họ phải làm bằng hết mình.
Chứ còn những cái người như mình nói, những cái người như khi mà hơi khó khăn, hơi biến cố một tí, họ chưa hết mình, họ chưa nỗ lực hết mình, chưa cố gắng hết mình, họ đã cứ gọi người này người kia để họ nhờ cái sự trợ giúp này trợ giúp nọ. Không, những cái người này thì không bao giờ người ta biết là người ta ấy, cái nỗ lực, cái chịu khó người ta ấy, người ta tự tin vào cái khả năng của người ta ấy, người ta cố gắng hết mình, hết nữa cứ cố gắng hết mình là người ta vượt qua được khó khăn. Người ta chứ người ta không muốn làm phiền nhờ vả lợi dụng người khác. Cái người đặt tà ấy, cái người đặt tà họ thường là cái người có cái đức tính như vậy. Các bạn cứ để thôi được rồi, cái video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Để mà chia sẻ về những cái đặc điểm ấy, những cái nét tướng ấy của cái người thật thà ấy, nó nhiều lắm, nó còn nhiều lắm, nó còn dài lắm. Nhưng video của tôi hôm nay đến đây là hơi dài rồi. Thì bạn nào là những cái người ấy, có những cái nét tướng, có những cái đặc điểm như mình chia sẻ, là những cái người ấy, thật thà ấy, xin chúc mừng các bạn. Các bạn cứ yên tâm, cái cuộc sống của bạn ấy sẽ luôn may mắn. Bạn sẽ là cái người có sức khỏe. Cái đầu tiên là có sức khỏe. Cái thứ hai bạn là cái người mà luôn may mắn. Cái thứ ba bạn là cái người mà luôn có quý nhân. Luôn có quý nhân đi theo. Các bạn cứ yên tâm. Cái cuộc sống của bạn an nhiên lắm. Còn bạn nào mà là những cái người ấy, mà thiếu đi cái trung thực, thiếu đi cái thật thà ấy, thì các bạn hãy thay đổi nhé. Hãy thay đổi. Hãy thay đổi để cho cái cuộc sống, cái số phận của mình nó tốt hơn. Các bạn cứ để ý. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.